Chào các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chế một cái quạt để hút cái khói thiếc. Đối với những bạn mà hay hàn thiếc, về sửa chữa hay là nghịch ngợm như mình thì cái việc mà liên tục hít phải cái khói của cái thiếc hàn ấy thì là rất độc hại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chế một cái quạt để hút cái khói đấy, không cho khói bay thẳng lên hướng mặt của mình hít phải. Mình sử dụng cái quạt của cái cây máy tính. Đây là cái quạt chip. Các bạn có thể sử dụng cái quạt của cái bộ nguồn cũng được. Đây, cái quạt này là nó đi chạy điện 12V. Đây là cái motor bước. Nó sẽ có 4 dây, nhưng mà mình chỉ cần sử dụng hai cái dây thôi, dây đỏ và dây đen thôi để cấp nguồn cho cái quạt nó chạy thôi. Còn lại các dây kia các bạn có thể cắt đi. Mình sử dụng cái, đây là cái vỏ của cái ổ cứng này để mình làm cái đế. Cái vỏ nó hơi nặng nặng để làm cái đế cho nó đỡ bị khi mà quạt nó hoạt động thì nó không bị chạy. Và mình dán 4 cái chân cao su này. Mình đã cố định cái quạt như này. Tùy các bạn có thể thiết kế cái quạt nó như nào cho nó hợp lý với các bạn. Đây, mình dùng cái keo nến để mình cố định nó hình như này. Và mình có chế thêm một cái công tắc bập bênh nữa, loại nhỏ nhỏ để chúng ta có thể bật tắt dễ. Mình sẽ sử dụng cái pin laptop cũ này để làm nguồn nuôi cho nó. Mình dùng hai cell đấu nối tiếp nhau. Đấu nối tiếp nhau, mỗi cell này là 3,7V, nối tiếp thì khoảng độ 7,4V. 7,4V thì vẫn chạy được cho cái quạt này. Các bạn không nên dùng 12V, khi dùng 12V cái quạt nó rít rất là mạnh, kêu điếc tai đó. Bạn chỉ cần dùng 7,4V là nó cũng chạy, nó vừa hút được gió mà lại chạy nó không ồn. Cái cục pin này mình đã hàn sẵn rồi. Đây, mình hàn sẵn cái kẽm. Hai viên này đấu nối tiếp nhau này các bạn này. Nó sẽ cho ra 7,4V. Đầu này là cực âm và đầu này là cực dương. Mình sẽ đặt cục pin ở đây luôn để các bạn có thể cầm cái quạt này di chuyển được, không phải dây dợ gì cả. Mình sử dụng cái rác này để làm sạc cho cái cục pin này khi pin nó hết điện. Các bạn hàn dây đỏ vào cái cực dương và dây đen vào cực âm nhé, cục pin. Thank you.
Sạc cho pin các bạn dùng cái sạc 8,4V này, 1A này. Khi cắm sạc, đèn nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Như vậy là mình đã chế xong cái quạt để hút khói khi hàn thiếc. Khói khi hàn thì nó sẽ hút vào cái quạt này và đi ra hướng khác, chứ nó không phải thẳng vào mặt mình. Cũng rất là đơn giản đúng không các bạn? Dùng cái pin 2S này, 2 cell pin laptop. Mình sử dụng cái pin laptop cũ để chế thành pin 2S. Và các bạn chú ý là phải đấu đúng cái cực của cái motor này nhá. Nếu các bạn đấu ngược cực thì nó vẫn quay, nhưng mà nó sẽ gió nó thổi ngược lại đấy. Mình đặt pin chỗ này, khi mà gió nó thổi thì nó sẽ làm mát luôn cho cục pin này. Cái này rất là cơ động, các bạn có thể cầm đi khắp nơi mà không vướng dây dợ gì cả. Rồi, video của mình dừng ở đây. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích thì hãy like và chia sẻ giúp mình. Nhớ đăng ký subscribe kênh của mình để được xem những video mới hơn của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và chúc các bạn thành công.